review cái mẫu tàu FT09 dưới mặt nước này ha. Thì trong những video trước á thì mình test tàu này dưới sông Sài Gòn, sóng nó khá là cao nên chạy nó không có nhanh. Hôm nay mình sẽ test dưới cái mặt nước im này ha. Đó, chúng ta không cần làm gì, chỉ cần thả tàu xuống thôi. Đó, nó lật thì nó có thể tự lật lại nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử một cái test là cái cứu hộ cái tàu nha các bạn. Nó mình thử thả cái tàu không FT009 kìa. Nó trôi lềnh bềnh ở đó giữa dòng đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái FT007 cứu đó, các bạn xem cái quá trình giải cứu nha. Thì làm sao để cứu được cái tàu kia vô này. Cái này là mình giả dụng thôi nha các bạn. Cứu vô này. Đó, các bạn thấy không? Để xem coi bao nhiêu lâu là nó có thể cứu được cái tàu này. Đó, vô được xíu rồi đó. Đó. Vô được chứ rồi đó. Rất là gây cấn. Rồi, vô được chứ rồi. Rồi, lần này được nhiều hơn nè. Đẩy giữa luôn. Đó, đẩy giữa luôn. Đẩy đích nè. Lùi nè. Đó. Đây, đẩy tiếp nè, đó. Quay nè. Lùi nè. Lùi nè. Đó. Đó, sắp vô rồi đó. Các bạn thấy không, gần về nơi này nè. Rất là dữ. Rồi, tới rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ test FT009 ha. Đó, mình đang chạy mà. Rồi, mình sẽ cho FT07 vô bờ và mình sẽ test cái mẫu FT009 ha. Ây da. Rồi, ok. Mình sẽ tắt cái này ha. Đó. Bây giờ chúng ta chính. Đây là FT009 này của chúng ta này. FT009 thì nó chạy nhanh hơn FT07 và nó cũng kích cỡ nó cũng lớn hơn. Chạy rất là sạch đã nha. Chạy nhanh mạnh. Tiếng kêu là gầm rú. Có khả năng là lật đó thì tự xoay đầu lại được, lùi tay trái xoay phải gì đó. Vô tư. Thì hết cái tàu này còn ngoài ra còn có tàu FT011 đó, là nó còn lớn, nó chạy còn dữ hơn nữa. Đây là những cái dòng cano và bán chuyên, tức là nó hơn cái cấp độ người mới chơi một xíu, nhưng mà nó không có tới mức độ là chuyên nghiệp thì giá nó cao, cái này là giá nó vừa phải. Cua nước thoải mái.
bay đầu gì đó. Làm được hết. Đó, dữ không các bạn? Khi gần cái bờ, nếu các bạn nào mà chúng ta có thể đá thắng ha, đá thắng cá nữa sẽ tự động luôn. Đó, cắt đứt cái cộng đồng muốn luôn. Đó. Rất là dữ ha. Nhanh luôn. Đó, thấy không các bạn, thấy không? Hướng cỏ nó cắt cỏ luôn. Ok. Ok. Thì nếu các bạn nào quan tâm sản phẩm này ha, thì có thể gõ với mã FT09 thì nó sẽ ra sản phẩm này. Đó, có số 9 ở trên tàu đó. Đó. Các bạn nhớ giúp mình like cái video này và share cái kênh, share cái video và subscribe ha các bạn. Bấm chuông và để xem cập nhật những cái video mới nhất của Arsen. Arsen sẽ sắp tới sẽ có rất nhiều những sản phẩm mới độc đáo. Rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video này. Chào tạm biệt ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh Arsen.vn Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.